Đây là bia ăn phải không? Bia ăn phải không? Mình khai quan nha. Cái món này là đặc sản đó nha. Đây. Bia ăn chứ mọi người ăn. Ông quay đây, ông quay đây, quay đó cho mẹ nè. Quay đẩy họng luôn, quay họng luôn. Nuốt vô. Qua đây, qua đây, qua đây. Làm lại, làm lại, tặng con nữa, làm lại. Bây giờ ở đây ai trứng? Bây giờ ở đây ai trứng đúng không anh? Bia ăn. Ai làm mười mấy con á. Mình không dám ăn. Mình cũng không dám ăn. Không ngon gì đâu. Bây giờ ai không ăn không ăn mà đừng nói. Nói ăn nữa không đủ à. Không đủ à. Có điểm 10 đứa này nói. Nằm nhúng rồi. Ta ơn chúng con. Có chủ nữa. Nhúng vậy cũng được. Cũng được. Thì muốn luôn. Giờ mới thấy thương rồi. Này. Béo mà nó. Ngay luôn cái đầu béo đã đó. Mình rắc rùng rồi. Sáng ăn cái à. Vô nước mắm cũng sắc vô nước mắm không vô cái bụp. Giống em ăn bột sữa. Béo. Trời mày. Cảm giác. Trời mày. Như bò sữa. Trời ngon lắm. Như bò sữa thì ăn rồi mốt à, kiếm không có luôn á, đừng có chơi à. Mới nhỏ mà. Ngay luôn cái đầu nha, đã lắm. Ha. Đúng rồi. Ngon, đúng rồi. Không không. Có đảo không? Thôi được rồi. Không được rồi. Không ăn không ăn. Có tròn. Quá đẻ. Thiệt. Có gì đâu. Bé béo rồi. Nó vô. Nó vô. Nó vô. Nó vô. Nó vô. Nó vô. Còn sống nó vô. Nó vô. Mày đáng ngoài mà. Ăn không. Mày đáng chiều tao đi. Mày đáng chiều tao đi. Con thôi. Không ăn chín. Không ăn. Anh mang sống hả? Đúng rồi. Đúng bình thường à. Mày đáng hồi chiều. Mày chiều tao đi. Cái da nó hơi dai. Đúng rồi. Nhưng mà cắn mẹo. Nó vô. Cắn đầu nó yếu rồi. Đau luôn. Đã. Nhưng mà sau khi nó bể còn yếu nè. Không, nó yếu mới thấy nó ghê vậy.